Mẹ nói đi, chào các mấy bạn. Chào cháu mấy bạn. Chị ơi, giờ này mà sẽ làm chi đóng với lại cái mấy cái này ở trời ở đây nè. Cheetos phải không? Đúng rồi. Cheetos này này, Cheetos nè. Cái nào là hết Cheetos? Cheetos nè. Rồi mình sẽ làm cheese stick nè. Mình sẽ làm flavor Cheetos Flamin' Hot. Rồi, we ready? Ready? Rồi, bắt đầu. Đúng, cuộn nhiều lên con, nè, cuộn nhiều lên nè. Đó. Cuộn cuộn nhiều lên giống như vậy nè, đó. Phải làm nhiều lên cho nó thấm nhiều vô. Mía con làm bên kia, để bên nếu làm cho rồi bên nếu đưa cho con nè. Để rồi nè, mía. Rồi, bỏ vô trứng. Từ 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 đi nữa, nữa đi làm thêm nữa. Nè, ở đây nó chưa dính nè. Rồi, nè cái gì? Rồi, thì đưa chị Mia nè, Mia xong chưa nè, bỏ đây. Thầy thì lấy cái kế tiếp đi con. Rồi, Mia xong chưa bỏ cái đây. Cái này cô phải đóng vô một lần nữa chút xíu nữa. Rồi, đây coi nè. Rồi, cái kế tiếp. Nè, cái này xong rồi nè Mia. Bỏ vô trứng. Không sao con làm bánh là vậy đó nè, đó, con để đây nè, con trộn vô đó, trộn vô luôn, không sao hết á. À, lấy cái kế tiếp, ok, cái này vô đây, rồi lấy cái kế tiếp đi gì. Chị mía yếu vậy con. À, rồi con làm cái đó đi, mình đi làm bên này cho nó cần nè. Rồi, cái con kia. Không chưa? Nè cái này bên nước Mỹ rồi. Ké nữa nó ra này dễ làm hơn đó. Rồi làm cái kế tiếp đi vậy. Ké nó ra cái bộ dễ làm hơn đó. Rồi. Rồi tiếp. Kỳ đưa cho chị Mẹ cái kế tiếp coi. Này phải không? Nè mép. Đó. Cài đi lấy cái kế tiếp. Rồi chọn cái đó đi. Rồi. Được rồi, rồi giỏi lấy cái kế tiếp. Đi này lấy cái kế tiếp con, đừng có phủ xuống. Nói chừng chị xuống khi ăn bây giờ. Làm chắc là sắp hết trứng rồi đâu anh em. Cũng xong rồi. Rồi trộn tiếp đi con, chưa nó chưa dính hết đấy kìa. Nó hết rồi nè. Dính hết chưa? Rồi. Tiếp đây chị Mia kìa, Mia. Bỏ chút xíu nữa đi rồi. Kìa. Con phải gỡ một tay ra nữa để cho con. Rồi đó. Để bỏ vô oven air fry cũng được. Hả? Fry. Air fry. Air fry. Cái này nó quá, nó không có được rồi nè. Không được rồi thôi. Ok, rồi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi.
Rồi. Rồi. Rồi căng tay ra nha quý vị. Cái đó giống như té vậy đó nè. Nó không được, ấm đó nó không ăn hay đó. Dạ con. Rồi mía đấy đó dùng rác đi con. Té nào? Flower nó dùng rác. Thì cái đấy đâu có ăn được đâu. Rồi 400 degree nóng. Okay, 400 bake. That's it. Hai đứa chào các mấy bạn đây.